trời ban giám khảo, các cô chú, anh chị và các bạn. Em tên là Nguyễn Hồ Bảo Ngọc, là học sinh lớp 6-7, trường trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hôm nay, em rất vui khi được tham dự cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022. Nhằm khuyến khích mọi người đọc sách, đặc biệt là các bạn học sinh, em đã sáng tác và tự thực hiện một bộ phim hoạt hình. Sau đây, xin mời ban giám khảo, các cô chú, anh chị và các bạn cùng thưởng thức. Ngọc và Hoa là đôi bạn thân ở cạnh nhà nhau. Hai cô bé đều rất chăm chỉ và học giỏi. Từ bé, hai bạn đã cùng nhau học tập, chơi đùa và là đứa bạn cùng tiếng ở lớp. Các bạn trong lớp ai cũng đều ngưỡng mộ tình bạn đẹp ấy. Đặc biệt, hai bạn đều có cùng chung sở thích là đến thư viện đọc sách và tham gia các hoạt động ngoại khóa tại đây vào mỗi cuối tuần. Thế nhưng, từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, mọi thói quen sinh hoạt hàng ngày của mọi người đã bị thay đổi. Ngọc và Hoa cũng thế. Hai bạn không còn được dắt tay nhau, cùng tan đến trường mỗi ngày và thói quen đến thư viện đọc sách của hai bạn cũng đã không còn thực hiện được nữa. Giờ đây khẩu hiệu, chúng tôi ở đây để bảo vệ đồng bào ở nhà để bảo vệ chúng ta, luôn được ưu tiên hàng đầu. Hai bạn buồn lắm, Ngọc thì luôn tự nhủ. Mình hãy học online với cô giáo cho thật tốt để không bị hỏng kiến thức. Và đã tìm hiểu được về vùng mượn sách online, dẹp sách tận nhà của thư viện. Ngày ngày Ngọc luôn đọc sách, phụ giúp mẹ làm việc nhà và tập thể dục. Còn Hoa thì lại nghỉ. Thôi thì nhân cơ hội này mình hãy nghỉ ngơi một thời gian, chứ học online sao mà mất tập trung quá. Thôi thì đợi khi nào hết dịch, rồi ta chăm chỉ lại cũng chưa muộn đâu. Thế là Hoa đã sa đà vào các trò chơi online. Trong lúc học bài thì cầm điện thoại, khi mẹ hỏi thì lại nói: con đang làm bài tập cô giao cho nhóm ạ. Thậm chí, Ngọc qua rủ làm bài chung, Hoa cũng thẳng thừng từ chối. Hoa ơi, qua nhà tớ làm bài chung đi. Thôi, tớ không đi đâu. Giờ đây Hoa xem những trò chơi online, những người bạn ảo trên mạng là bạn thân của mình. Vì cầm mấy ngày này qua tháng nọ mà Hoa giờ đây không còn xinh xắn, trắng trẻo như ngày xưa nữa. Da sạm đi, xanh xa và nổi mụn. Cơ thể lười vận động nên ngày càng có dấu hiệu béo phì. Đôi mắt lồi ra sau cặp kính cận dày cộm. Ôi, thật là đáng tiếc cho một cô bé chăm ngoan ngày trước. Vậy mà mẹ bạn ấy còn nói: thương con bé quá, lo chăm chỉ học hành, quên ăn, quên uống, quên chăm sóc bản thân mình mà mới ra nắm nỗi này đây. Nó bận học đến nỗi mà không còn thời gian đọc sách, niềm đam mê ngày trước của nó. Nhiều lần cô giáo đã nhắn tin, trao đổi tình hình học tập với mẹ, nhưng Hoa đã dám cả gan, đóng thăm mẹ để trả lời tin của cô giáo, nên mẹ chẳng hề biết gì cả. Cháu chị, dạo nay tình hình học tập của Hoa ngày càng giảm sút đấy chị, mong chị nhắc nhở cháu. Vâng, cảm ơn cô giáo ạ, để tôi nhắc nhở cháu. Thế nhưng, dịch bệnh có hết đâu mà ngày càng căng thẳng hơn. Cô giáo gửi điểm thi học kỳ 1 về, mẹ Hoa như chết đứng. Cô ấy nào ngờ đâu, đứa con gái chăm ngoan, học giỏi ngày nào của mình, giờ điểm chỉ toàn 4/5. Còn về phần Ngọc, do chăm chỉ học tập hàng ngày, lại còn duy trì thói quen đọc sách, mà Ngọc đã có kết quả thi thật tốt. Tất cả các môn đều được 10 điểm, đặc biệt là môn văn, vốn từ của Ngọc rất phong phú, nên bài văn của Ngọc đã được cô giáo khen ngợi rất nhiều, còn được cô đọc trước lớp để các bạn học hỏi. Ngoài ra, Ngọc còn tham gia các cuộc thi, viết cảm nhận về sách và đã được giải cao. Ba mẹ rất vui và tự hào về Ngọc. Còn Hoa, khi thấy Ngọc có kết quả học tập tốt như vậy, Hoa cảm thấy thật xấu hổ và hối hận trước những việc làm của mình. Hoa lúc này mới chợt tỉnh ra. Mình không thể đổ lỗi cho đại dịch, cũng học như mình mà kết quả của Ngọc lại rất tốt. Vì mà mình đã không nghe lời can ngăn của bạn, để giờ đây mình ra nông nỗi thế này. Vừa suy nghĩ đến đấy, Ngọc đã xuất hiện ngay cửa. Rồi nắm lại tay Hoa, ân cần nói: chuyện cũng đã lỡ rồi, cậu đừng buồn nữa, chưa muộn đâu Hoa ạ. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau chăm chỉ học tập để lấp đầy những lỗ hổng kiến thức
và cậu hãy sử dụng dịch vụ mượn sách online, gieo sách tận nhà như tớ nhé. Kể từ hôm đó, đôi bạn cùng nhau chăm chỉ học tập, đọc sách và rèn luyện thể dục thể thao. Nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc, em sẽ thực hiện được những dự định để ấp ủ từ lâu của mình. Trước tiên, em vẫn tiếp tục thực hiện việc đọc những câu chuyện hay, ý nghĩa, đặc biệt là những phương pháp phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Và đặc biệt, em cũng sẽ khuyến khích các bạn hãy mang niềm đam mê đọc sách, vận động gia đình, hãy cùng nhau tìm hiểu những thông tin hay, bổ ích từ sách. Cũng có thể là sách viết hoặc là sách điện tử. Thứ hai, em sẽ vận động các bạn cùng nhau quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh nghèo vùng sâu vùng xa, để các bạn ấy có cơ hội học tập, tiếp cận đến những thông tin hay như chúng em vậy. Thứ ba, một tin vui đó là câu lạc bộ sách của chúng em sắp được thành lập. Khi câu lạc bộ đi vào hoạt động, em sẽ đề xuất ý tưởng cấp một được nhiều, nghĩa là mỗi bạn học sinh hãy đóng góp một cuốn sách để xây dựng một kho sách chung cho cả trường. Sách do các thành viên trong câu lạc bộ quản lý, có thể trưng bày ở từng góc lớp, góc bậc thang, hoặc có thể để sách vào những hộp nhựa trang trí thật bắt mắt, treo trên những cành cây để thu hút các bạn học sinh và giúp các bạn có thể lựa chọn được những cuốn sách mà mình yêu thích. Thứ tư, chúng em sẽ nhờ cô giáo phụ trách đội liên hệ đến những trẻ mồ côi để chúng em có thể đưa sách đến cùng đọc với các bạn khuyết tật những cuốn sách hay, hoạt đọc sách cho các bạn khiếm thị nghe, đồng thời giới thiệu những cuốn sách điện tử, tiến hành ghi âm những cuốn sách hay mà giới trẻ yêu thích hiện nay để các bạn có thể tiếp cận được với văn hóa đọc. Trên đây là những ý tưởng của em để phát triển văn hóa đọc, khuyến khích mọi người và các bạn đọc sách nhiều hơn nữa. Mong rằng với những ý tưởng này sẽ lan tỏa sâu rộng niềm đam mê đọc sách đối với các bạn trên đất nước Việt Nam. Phần thi của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn ban giám khảo, các cô chú, anh chị và các bạn đã cùng xem và lắng nghe phần chia sẻ của em. Còn bây giờ thì xin tạm biệt ban giám khảo, các cô chú, anh chị và các bạn.